Hello, chào mọi người đến với kênh YouTube Georgia. Mọi người ơi, nơi đây là nơi công viên của Judy đang sống, công viên kế nhà của Judy. Mọi người hãy xem nha, công viên sát bên nhà luôn. Cho nên ở trong nhà hoài cũng buồn, không biết làm cái gì hết, thôi ra công viên ngồi. Mọi người có thấy một cô gái đang đối diện bên đối phương không? Lắc qua lắc lại, ẹo qua ẹo lại. Cái người đó là không phải là người Đài Loan nha mọi người. Người đó là người Philippines sang đây chăm sóc những người lạ, những người già neo đơn đó. Người ta thuê sang đây chăm sóc. Cho nên cô ta để ông già ngồi trên cái băng ghế bên đây. Cô chạy lại cô tập thể dục. Không, nhưng mà sang đây chăm sóc người già cũng rất là thoải mái. Rồi cái người đang quét dọn đó, là cái đó là của nhà nước, người ta mướn, người ta thuê để quét dọn công viên đó mọi người, chứ không phải là người sang đây để đi làm nha. Còn đây rất là nhiều người ở gần nơi khu này, ví dụ như người lớn tuổi nè, đi tập thể dục nè, chơi cảm thấy khỏe nè. Công viên sát nhà luôn mọi người. Gần đây là một cô bé đang tập lái xe, đang tập chạy xe Honda để cô ta đi thi lấy bằng đó. Mọi người thấy không, đây có một đây chiếc xe thằng chiếc xe siêu của chú Thi đây, bởi vì nhà sát bên công viên nhưng mà đều đi lội bộ thì làm biếng chạy xe cho nó thoải mái chút. Có ví dụ nhiều khi muốn đi ăn ở ngoài chợ thì chạy ra ngoài chợ cho nó đỡ mỏi chân gì hơn nữa, quen rồi mọi người ơi. Có chiếc xe hàng hiệu này, chiếc xe siêu này rất là thích, vì sao giống chiếc xe mini ở Việt Nam ngày xưa á mọi người, nhưng mà bây giờ người ta thiết kế lại nó khác hơn đó. Chiếc xe hàng hiệu của chú Đi đó đây, chú Đi bây giờ đang ngồi ở dưới gốc cây bả đậu để đón đợi một anh chàng đại gia đây. Còn nơi trong cái túp lều lý tưởng đó là những ông cụ đang chơi game, mấy ông già 5-60 tuổi với đến 7-80 tuổi không à, ngồi ở trong nhà buồn. Ra đó tổng cộng khoảng chừng 8-9 người, 2-3 người thì uống trà nói chuyện, còn 1-2 ông thì cầm điện thoại bấm điện tử chơi game. Đây, còn đây là khu nơi chú Thi ở, rất là đông đúc dân. Mọi người nhìn thấy dân rất là nhiều dân, nhưng mà giờ này là nói chung là người ta đi làm hết rồi mọi người ơi. Chỉ là những người cô đơn không có công việc làm mới ngồi đây. Một ông lão đang chạy đua đó, chạy bộ. Công viên kế nhà chú Thi rất là đẹp, công viên này sạch sẽ lắm, nhưng mà chú Thi thích đi ra công viên lớn. Công viên lớn thì nó cũng không xa kế bên thôi. Công viên lớn thì để cho trẻ em thể thao nhiều hơn, công viên này để cho những người già để chạy bộ. Bởi vì công viên này kế bên nhà chú Thi, công viên kia thì cách nhà chú Thi khoảng chút xíu à. Chạy xe siêu này là 3 phút thôi. Còn cái này, chạy xe siêu này đến công viên này là trên lầu bước xuống là tới liền. Đó, cái căn lầu màu đỏ, màu cao thì cao bên đó là cái căn lầu của chú Thi đang ở, đang sống. Rồi nơi này là nơi ở khu ở sớm, nơi này toàn là lầu cao tốc không à mọi người ơi. Giống thành phố Hồ Chí Minh không mọi người? Đẹp không mọi người? Rất là đẹp nè, cảnh nơi công viên là trời mát mẻ, rất là thích thú. Cho nên buổi trưa buồn không biết làm gì hết, rất là thích ra đây ngồi để nhìn. Ví dụ mình không muốn tập thể dục thì mình nhìn người ta tập thể dục mà mình cầm điện thoại để xem cái này xem cái kia, nó cũng đỡ buồn hơn. Ví dụ có người đi qua đi lại nó cũng đỡ buồn hơn, với lại mình hưởng được những cái không khí thiên nhiên nó thoải mái hơn là tối ngày ở trong nhà không, hoặc là mình thư giãn nó cũng thoải mái hơn. Ví dụ đi làm thì đi làm, còn về nhà thì phải ra công viên ngồi chơi một chút cho nó thoải mái, chứ không phải là ra công viên để ngồi lấy làm cái gì.
Đó, nhưng mà thật sự ra công viên, ngồi rất là ghiền mọi người ơi, ngày nào mà không ra cảm thấy buồn. Đây. À, bị trúng gió luôn mọi người biết không? Rồi bây giờ phải đi ngày nào cũng tập thể dục thế tội nghiệp lắm. Bởi vì các bạn ăn uống phải cẩn thận nha, đừng có để bị cao huyết áp ra, dễ bị trúng gió lắm đó. À. Giống như thành phố Hồ Chí Minh đó mọi người ha. Đó. À đó, phải chạy bộ. Đây, cái này cũng tập thể dục đúng mọi người, nhưng mà tập không quen thì nó đau lắm. Đây cũng tập thể dục luôn nè. Mà tập không quen thì nó đau lắm mọi người ơi. Vì sao mọi người biết không? Tập không quen á, thì ví dụ như về nhà có thể là nó bị nhức mỏi, còn hơn là chưa tập. Còn mà nếu tập quen giống như cái cô đằng kia, cái mông lắc qua lắc lại lắc lư đó, cái cô đó đó là tập quen rồi, người ta không tập á thì người ta cảm thấy nó không được khỏe, cho nên ngày nào cũng tập. Không mà cái dáng mọi người thấy không, rất là đẹp, mà quần riêng rất là chuẩn nè, cái dáng chuẩn nè, cái mông ơi là to luôn, rất là đẹp đó. Bả ẹo cơ kìa, bà ẹo trước màn ảnh của chú Ti, bởi vì bà đâu có thấy đâu, mình đang quay phim bà đâu có thấy đâu, cho bà ẹo đi, cho bà lên. Nhưng mà bà đeo khẩu trang của người của cái nước của bà đó, thử ra nó quấn khăn chùm mặt chùm mình hết trơn, không có nhìn thấy được cái người. Mà bà không có biết nói tiếng phổ thông mọi người ơi, không có biết nói tiếng Hoa. Bà nói tiếng của bà rồi bà nghe được, rồi mình nói tiếng Việt của mình thì mình nghe được. Nhưng mà cũng dễ thương lắm, gặp nhau cũng cười. Bởi vì cái người với người thì nó lịch sự với nhau là như vậy đó mọi người. Không mà làm công việc nuôi người già, chăm sóc người già bên đây rất là khỏe, một lương một tháng 20 mấy nghìn tiền đài là tiền việc thì sắp xỉ một, nếu mà 33 ngàn 31 ngàn là 1.000 đô la Mỹ, mà bà này được 24 nghìn đó mọi người, thấy rất là ngon, mà ăn cơm cũng có chủ luôn, ăn ở của chủ hết luôn, rất là sướng. Còn nhiều khi lâu lâu chủ cho đi chơi nè, rồi chủ cho tiền để mua này mua kia, gửi về quê cho gia đình. Ví dụ mình đối với chủ tốt là chủ đối lại với mình rất là tốt đó, cho nên không phải là người đài người ta ác đâu, không phải đâu, có người ta nghĩ bậy thôi, chứ thật sự chú Ti sống ở đây lâu, người Đài Loan người ta rất là dễ thương nè, người ta rất là quý mến, trân trọng cái tình cảm. Đây, chia sẻ cho mọi người xem một cái clip nữa nha, rất là thú vị. Đây, những chiếc xe mà màu vàng ở đằng đằng kia đó mọi người thấy đó. Chiếc xe đó là chiếc xe đó là mình có cái thẻ là mình có thể chạy đến đâu cũng được. 5 km là không có tính tiền, còn ngoài 5 km là tính tiền. Hầu như là ít có bao giờ ai chạy xa lắm mọi người, đến một khúc cái người ta đổi xe đằng cho nó không tính tiền, bởi vì của nhà nước Đài Thọ. Còn đây một chiếc xe siêu của chú Ti đây, chiếc xe này mới mua mọi người, nhưng mà mua sắp sửa gần một năm rồi chứ không phải là mới mua. Nhưng mà xe hiệu nha, xe siêu nha, xe siêu đó, xe này là xe đặc biệt. Đây là chú Thi đang ngồi dưới gốc cây bả đậu đây, gốc cây cổ thụ đây đó, mọi người thấy chưa? Vì sao ở trong nhà hoài nó buồn muốn chết, không biết làm cái gì hết. Đó, cho mọi người xem, rất là đẹp ha, cảnh thiên nhiên rất là thoáng mát và rất là thoải mái. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng chú Thi nha, cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye.